trong đó có 5 căn ở thôn Đa Tế và 1 căn ở thôn Liên Cờ Rắc 2. Rất may không thiệt hại về người, nhưng ước thiệt hại về vật chất khoảng 50 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Anh Dũng ở thôn Đa Tế, xã Đạ Mờ Rông bị tốc hoàn toàn hai mái nhà có diện tích khoảng 90 mét vuông, bà Hoàng kể lại. Tôi đi làm gì 5 giờ mấy tới 6 giờ thì có cơn gió lốc tới thì có mưa, dông rồi bắt đầu tôi mới sợ nó tóc, tôi mới lên tôi đứng tôi nhìn, tôi mới ôm cái tấm niệm ra thì vừa ôm tấm niệm thì đây nó tóc một phát một dở đi luôn. Rồi cả hai mái đi luôn một phát một luôn. Ngay sau khi xảy ra tốc mái nhà dân, lãnh đạo huyện Đam Rông và lãnh đạo xã Đạ Mờ Rông cùng ngành chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời giúp các hộ dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, góp phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.